Chào bạn. Trên tay cô Tâm hiện đang nắm là đồng hồ đo nhiệt độ 0-60 độ C. Đường kính đồng hồ là 100mm và chiều dài que đo là 100mm. Đặc điểm của đồng hồ đo nhiệt độ: vật liệu vỏ là inox 304, vật liệu cảm biến là inox 316. Đồng hồ của mình có cấp bảo vệ IP68, có khả năng chống nước, chống bụi rất tốt. Các bạn sử dụng ở ngoài trời với mưa, gió, bụi bẩn thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đồng hồ 0-60 độ C các bạn thường thấy trong các hệ thống làm lạnh trung tâm hoặc là đo nhiệt độ của nước chiller. Đồng hồ đo nhiệt độ của mình nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt là cái đầu kết nối của mình có thể thay đổi được chiều dài. Để có thể thay đổi được chiều dài. Ví dụ như các bạn lỡ mà đặt hàng cái đồng hồ của mình dài quá, cái đường ống của mình nó ngắn quá, các bạn có thể thay đổi xuống và lắp, không phải mất công mua thêm cái mới. Ngoài ra với cái đầu kết nối di chuyển của mình là có chức năng tự làm kín, khi các bạn siết vô là nó kín luôn, không cần phải lắp thêm thermowell chi tốn tiền. Hiện tại kho của mình đang có rất là nhiều loại đồng hồ đo nhiệt độ khác nhau với rất là nhiều đường kính mặt đồng hồ khác nhau, chiều dài que đo khác nhau, thang đo khác nhau, và kho của mình đã có rất là nhiều. Đây là đồng hồ đo nhiệt độ với chiều dài que đo là 1m. Mình đặt về cho khách hàng mới làm lĩnh vực công nghệ sinh học ha. Chiều dài 1m. Có hàng đồng hồ đo nhiệt độ rất nhiều, 0-60 độ C các bạn đặt 100-150 cái là hàng của mình luôn có sẵn. Có nhu cầu bạn liên hệ với mình qua số điện thoại 1800 8141 để chúng tôi phục vụ bạn. Xin cảm ơn.